đoàn mình lại tiếp tục hành trình sang cái đảo phía trước mặt kia. Do là đi thì nước nó té cho nên lần này mình sẽ ghi bằng điện thoại thôi. Các tàu thuyền tấp nập vào cho khách lên đây tắm biển. Hôm nay thời tiết nó mát cho nên ít người tắm biển hơn. Em bên đấy là đảo gì nhỉ? Dạ. Bên đấy là đảo gì nhỉ? Chép anh ơi. À cá chép à? Rồi hay gọi là hòn cá chép nữa cũng thế. Hòn cá chép. Rồi, hòn. Hòn cá chép ạ. Rồi. Hay quá. Bác vào được lối đấy chưa? Vào được. Cái gì nhỉ? Phải có cái gì nhỉ? Không. Áo. An toàn là trên hết. Con mấy chị kia? Rồi. Vẫn còn đấy, mấy cái người đang di chuyển. Sao huyện ra làm gì nhỉ? Dạ. Huyện ra làm gì nhỉ? Ai? Thời gian sang bên đảo bên kia cũng ước chừng là khoảng cỡ độ 1-2 phút thôi chứ cũng không lâu la gì cả. Nó đang đợi mọi người di chuyển lên. Còn đấy nhở, còn người nhở? Còn đấy. Không có ai có con là không đi đâu. Kia là cái còn cái người áo cam với cả người áo xanh mũ đỏ kia nữa là hết. Ê, sao đây, con người. Quên thế. Em ơi. Đây nhà hai thằng kia lên đi, 200 người nhà hàng lên đi. Con này em ơi. Con này lên luôn à? Lên luôn tí nữa còn phải về chứ. Ừ. Không, không quay lại đâu, tí nữa thẳng kia. Không, không quay lại đâu. Alo. Có chưa? Tí nó quay lại đây hả? Quay lên nó không đi đâu. Không có chưa ở đây hả anh? Cô chửi lên luôn. Đấy, được chưa? Ngồi cái này, ngồi cạnh ông đang ngồi cạnh ông. Dạ. Cái vaccine này, cái vaccine này. Đỡ hết. Con bảo là mặc áo phao vào, mặc áo phao vào. Mặc áo phao vào nhá. Rồi, yên tâm an toàn là trên hết. Đấy á. Nặng quá à em. Đẩy được không? Cố lên nào, cố lên nào. Hơi nặng, hơi nặng, hơi nặng. Em bé nó ghế. Em mùi rồi, cứ đẩy đi. Cứ rửa mũi ra. Cố lên, từng bước một là sẽ dần dần ra được hơn. Ừ, rồi. Rồi đấy, bạn ra được rồi đấy. Xuống được dưới nước cái là nó nhẹ hẳn ngay. Ngồi đấy, con ngồi đấy. Không sao đâu, đi ngồi đấy không sao.
Chị dũng cảm lên, không sợ gì đâu con ạ. Rồi. Rồi, ok. Giống như là một con cá chép đang nhô lưng lên vậy. Rồi bắt đầu người ta sẽ ngoặt và lợi dụng theo hướng gió. Tí đi ngược về nó mới bổ luôn. Ngược gió ngược sóng. Chạy về ngược gió nó mới ướt thế. Dạ. Không tí nữa mình bay nhanh cũng được thôi. Bay nhanh thì sẽ rất nhiều. Đúng rồi. Nghe bắn. Không, nó bắn ra hai bên luôn. Vẫn bắn đi vậy. Vừa tầm về cái hồ này nhô lên kìa, tầm nước vừa đẹp. Đường bình thường này chiều nó lên ngập luôn cái này. Đường giữa biển đấy. Cái này gì gà. Đường giữa biển đấy. Chào. Được rồi, người ta đang đi lại chụp ảnh. Đường giữa biển đấy. Thế cái con đường từ. Em lấy tàu với con đường tình yêu ở bên phía đường bãi tắm tình yêu ấy, nó cũng xuất hiện thì nào chúng ta đã chụp hình bãi tắm tình yêu thì nó có rừng thông thôi à, con đường lát bằng gạch gạch nó không có con đường ra biển này đâu gì. Mày quản được.
lông của em ơi. Thì nữa là đảo cá chép. Một ngày không xa nó sẽ hóa thành rồng. Các em vừa mới hôm qua phải huy động rất nhiều máy xúc để mà đắp lên con đường này cho các chị đi đấy. Rồi đấy là lên đây, con đường này là con đường giữa biển, rất đông người là đang chỉnh hình đấy. Đi ra đây là sẽ có một bãi đá. Giống như mấy bãi đá phía trước.